Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc máy massage chân và đùi rất là hay đến từ thương hiệu của Thiever. Thiever là một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng về máy massage của Nhật Bản. Đây anh em có thể thấy. Thì chiếc máy massage này nó có rất là nhiều cái tính năng rất là hay. Thứ nhất là nó sẽ massage bàn chân, massage bắp chân và massage đùi. Đó, nó có đến 3 cái tính năng lận. Thì anh em có thể thấy thì chiếc máy massage này thì nó là dòng dạng kín. Và ở đây nó giống như là có hai đôi ủng để chúng ta xỏ chân vào. Phía đằng sau thì là nó có cái dây kéo để chúng ta có thể xỏ vào dễ dàng hơn. Sau đấy chúng ta kéo nó lại. Con này thì nó là massage túi khí và nó có khí bóp rất là hay. Ở phía bên trong của nó, ở dưới lòng bàn chân nó có một con xoay nhô lên và những cái gai ở dưới. Nhưng mà cái phần con lăn với cả gai thì là nó, con này nó chỉ là mô phỏng để chúng ta đặt cái bàn chân nó lên cho nó đúng cái form bàn chân. Còn cái phần túi hơi của con này là nó đảm nhiệm nhiệm vụ chính, đấy chính là nó co bóp tất cả bốn phía của lòng của cái bàn chân và kể cả là đẩy từ trên đẩy xuống giống như có người nhấn vào cái mu bàn chân của chúng ta, và cả cái phía đằng sau của cái gót chân cái này kia là nó đều làm hết, rất là đã. Và con này thì cái tính năng của nó rất là mạnh. Con này anh em có thể thấy ở đây nó có một cái nút để chúng ta báo nguồn này. Ở đây thì nó có cái chế độ chế độ đầu tiên này là toàn thân, nhiều có nghĩa là đùi này, rồi là bàn chân này, rồi là bắp chân. Chế độ thứ hai khi chúng ta bấm vào đây, đây chúng ta ví dụ đây, đấy, chúng ta bấm vào thì anh em có thể thấy cái thứ hai này là nó chỉ riêng phần bàn chân và đùi, cái thứ ba này thì là bắp và đùi, đó, nó riêng biệt. Và ở đây có một nút nữa là ở dưới này là sức mạnh, có nghĩa là yếu này, trung bình và mạnh, nên là con này nó bóp rất là đã, đặc biệt là phần mu bàn chân và bắp và đùi nó bóp cực kỳ hay. Anh em nào mà bị giãn tĩnh mạch này, hay là phù lề chân tay các này kia sử dụng cho ông bà bố mẹ cực kỳ tốt, và nó rất là dễ sử dụng. Nó chỉ có 3 chức năng và 3 chế độ mạnh yếu khác nhau. Anh em mà thường hay dùng đo huyết áp ấy, nó co bóp mà giống như kiểu huyết áp mà chúng ta bóp vào nó thít chặt lại, cái này nó giống như vậy. Đặc biệt là cái phần chân nó co bóp từ mu bàn chân cho tới gót chân cho tới hai bên rất là đã. Đó. Cái bắp và cái phần bắp chân này anh em có thể thấy túi khí nó rất là chặt, nên là chúng ta sử dụng rất là đã. Mỗi một thời điểm thì những cái chiếc máy massage này nó đều có sự nâng cấp, nên là chúng ta dùng rất là thích. Ok, nếu mà anh em nào mua để tặng cho ông bà bố mẹ thì có thể liên hệ với em nhé. Chiếc máy này thì nó là hàng của thị trường Nhật nội địa, nên là nó sử dụng nguồn điện là 100V. Anh em mà hay theo dõi kênh của em thì chắc sử dụng điện 100V, thì ở nhà chắc là dùng nhiều, tại vì từ quạt cho tới các thiết bị ở trong nhà cũng rất là nhiều nên cũng rất là tiện. Hoặc là anh em có thể cắm qua cái cục đổi nguồn của Liwa chẳng hạn. Rồi, cảm ơn tất cả anh em nhé, cảm ơn tất cả mọi người.